làm theo kế hoạch. Ừ. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, đã lùn rồi còn quỳ xuống chi nữa cho lùn thêm vậy? Giết tao đi. Hả? Cắt cổ tao đi. Ủa? Được chết đó chị. Tao muốn chết. Ủa sao vậy? Tao kêu tụi bay cải trang tụi ăn mặc gì vậy hợm vậy hả? Thì đúng rồi, bây giờ cải trang mình hơi bận gì chứ chị? Thì đúng rồi đó, là bịch kính lắm rồi đó. Trời, em mai 3 ngày mới được cái bộ này đó. Bây giờ đi vệ sinh cũng khó nữa đó chị. Kêu cải trang là bịch em mặc tụi bay lại thôi. Tụi bay làm cái chuyện gì thấy ghê vậy? Thằng quỷ này nè. Suối em bận bộ đồ ngứa gần chết luôn à. Chị chờ xíu đi, vô thay bộ đồ bét cái. Thôi đi, giờ này còn thay gì nữa. Đi đi nè. Mệt ghê vậy, mai cái bộ đồ đẹp chứ bộ trời. Định gắn cái bông đi không kịp, nó hối như giặt vậy đó hả? Đến đây mày, mày không á.